Thân ái chào các bạn và các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm khuôn hấp tự chế. Bây giờ ta bắt đầu.
cây về này, các bạn giữ này. Xíu. Bây giờ mình hấp xôi cũng được, mà mình hấp bánh lăng cũng được, hấp bánh bò cũng được, mà hấp bánh bánh ít, bánh gì cũng được. Nhưng mà nếu mà ta làm thì ta nên tìm một cái bằng nhôm làm nó an toàn hơn. Cái này thì mình làm các bạn, cho các bạn thấy thì mình làm bằng cái hộp bánh. Đó, mình làm bằng hộp bánh. Nhưng các bạn hấp bánh lăng thì không cần, nhưng hấp xôi á, hấp xôi thì phải nên cần cái bằng nhôm. Nhôm để cho nó không có bị xét. Đó, bây giờ ta có thể thả một cái này vào trong này, thả một cái chân này vào trong đây, thì ta để ngửa lên, ta để ngửa lên. Đó. Và nếu mà ta để úp xuống, ta để úp xuống thì ta không cần cái chân. Ta để úp xuống ta không cần cái chân. Ta để ngửa lên thì ta cần cái chân này. Đó. Và nắp đậy. Nắp đậy thì mình đậy một cái nắp này. Nếu mà cái nắp không vừa thì các bạn có thể lấy một cái khay đậy như vậy. Đó. Hay có thể là lấy bằng cái khay bằng nhôm ta đậy như vậy. Đó. Vậy là ta đã hoàn thành. Và hôm nay thì mình cũng có vài lời với các bạn và các cháu như vậy. Có một người nói với mình rằng bánh bò làm hấp thì nó nổi rất đẹp, nhưng khi mang ra thì nó lại xẹp xuống, là do bánh men còn non quá, hay là có thể cơm rượu vẫn còn chưa tới, có thể là men vẫn chưa tới cho nên là nó lại xẹp xuống. Mình thì mình cũng từng làm bị làm như vậy rồi. Mình làm có lần mình làm có ngày ấy, hồi cái năm 2000 năm mình làm một ngày có một lần mình làm 600 cái bánh bò. Nhưng mà tới ngày hôm nay là 17 năm rồi mình làm lại vẫn bị xẹp như vậy, thì mình chỉ cần sơ ý thôi. Cơm rượu mà chưa có già mình làm cũng bị, mà men chưa già cũng bị, một cái chưa già cũng bị. Thì chị em chúng ta làm, các cháu làm nó đừng có nản, đừng có mới làm hư một cái là chán. Mình phải kiên nhẫn, mình kiên nhẫn thì mình mới làm được. Mới đây mình cũng làm 3-4 lần mình mới được, tại vì do hôm cơm rượu vẫn còn non, hôm cái còn non, hôm thì ủ chưa tới, vẫn cái chưa tới bột, mình làm vẫn bị như thường. Thì các chị em và các cháu cố gắng làm miết nó sẽ thành thôi. Hồi trước mình làm hả, cả mấy chục lần mới thành bánh bò. Nhưng mà một cái là mình không có được học hỏi một người nào hết, mình chỉ cứ mò mò mình làm ra. Nhưng bây giờ các bạn và các cháu thì đã có người hướng dẫn như vậy, thì ta chịu khó ta làm thì trước sau gì cũng được thôi. Mình kiên nhẫn thì sẽ được. Vậy là ta đã hoàn thành một cái chõ hấp, hấp xôi, hấp bánh da lợn, hấp bánh bò. Hấp bánh da lợn thì dễ các bạn ạ, không cần phải ấy, nhưng mà hấp xôi là cần, sợ vì nó tan ra cho nên là mình phải cần bằng nhôm. Cho nên hấp bánh da lợn thì hấp cái này cũng được. Đó, ta để như vậy, ta để như vậy thì không cần cái vỉ, mà ta để ngửa lên như vậy thì ta phải có cái vỉ ở trong này. Đó, mà các bạn nên tìm cái nồi sâu như vậy đó. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công.